Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Mão, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Kim Bạch Kim ngày Quý Mão, tức can sinh chi, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kim Bạch Kim kỷ tuổi Đinh Dậu, Tân Dậu ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ và Tuyệt Thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Tý, Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Ngọc Đường Hoàng đạo tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Địa Phá kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; sao Hỏa Tai xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa; sao Ngũ Quỷ kỵ về xuất hành; sao Băng Tiêu Ngọa Hán xấu mọi việc; sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa; sao Vạn Vong kỵ về xuất hành, khai trương, động thổ; sao Trùng Phục kỵ về giá thú, an táng; sao Lõ Ban Sát kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý, Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ tác động không hề nhỏ lên các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này, bạn mệnh tuổi Tý đang để cho sự bốc đồng của mình phá hủy đi những mối quan hệ tình cảm xung quanh mình, và để đến khi bạn bình tĩnh trở lại với bạn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại có thể hành xử thiếu suy nghĩ tới như vậy nữa. Và điều này có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều không chỉ đến công việc mà cả việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán của bạn tuổi Tý. Một phút bốc đồng sẽ gây ra hậu quả nặng nề, nhất là khi trong ngày với bạn đang có được thực thần xuất hiện, nhưng bạn mệnh tuổi Tý lại không biết cách tận dụng các tinh này để làm giàu cho bản thân mình, bỏ lỡ không ít đi những cơ hội về hợp tác làm ăn thuận lợi đến với mình nữa. Và điểm sáng duy nhất cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này đó là
về phương diện tình duyên khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh tương trợ. Cũng may là người ấy luôn ở bên để động viên cho bạn kịp thời, để cho bạn không gục ngã. Với bạn tuổi Tý, càng ngày càng trân trọng và yêu đối phương nhiều hơn nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, chớ để cho sự bốc đồng chia mờ lý trí tự gây ra rắc rối cho bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, về các mối quan hệ xã giao của bạn đang gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, không biết cách tận dụng các tinh để làm giàu cho bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, một phút bốc đồng có thể sẽ gây ra hậu quả khá nặng nề. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, may mắn luôn được người ấy ở bên cạnh động viên bạn kịp thời nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 83, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay sẽ giành được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình trong công việc. Và với bạn tuổi Sửu, bạn hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân mình, mạnh dạn đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo của bản thân. Vì vậy, bạn tuổi Sửu cũng cần phải linh hoạt hơn để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào tới với mình nữa. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, để có thể tiến gần hơn tới thành công, với bạn tuổi Sửu chẳng ngần ngại đầu tư thêm thời gian để tìm tòi, khám phá những bước đi mới lạ của mình, sao cho có thể phát huy được hết mọi tiềm năng của mình cho công việc. Với bạn tuổi Sửu đang đi đúng hướng, đúng đường nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, điều này sẽ làm cho con đường tình duyên của bạn đang bị đe dọa không hề nhỏ. Với bạn tuổi Sửu đang có điểm báo, có lời qua tiếng lại, tranh cãi gay gắt với nửa kia của mình về đủ mọi vấn đề. Với những mâu thuẫn như thế này, rất dễ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng nếu như đôi bên không bình tĩnh trở lại. Và với bạn tuổi Sửu, hãy khoan nóng giận mà giải quyết theo chiều hướng hòa bình cái đã bạn tuổi Sửu nhá. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nên mạnh dạn đưa ra những ý tưởng độc đáo và sáng tạo. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy giành được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa hãy linh hoạt hơn để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào tới với mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ đừng có ngần ngại đầu tư thêm thời gian để tìm tòi, khám phá những điều mới lạ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, đôi lứa đang có lời qua tiếng lại, tranh cãi gay gắt với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh cùng với chính tài che chở. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang rất vượng phát. Với bạn tuổi Dần, bạn hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm khi gặp được quý nhân nâng đỡ, tìm được những mối làm ăn tốt, đối tác có thể tin cậy được, giúp cho các kế hoạch của bạn đưa ra đang phát huy được hết khả năng của nó và theo đúng như ý của bạn.
Trong công việc với bạn tuổi Dần ngày chủ nhật này, quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn vướng mắc đang còn tồn tại trước mắt, và sau khi vượt qua được những khó khăn này với bạn tuổi Dần, bạn chắc chắn sẽ thấy bản thân mình mạnh mẽ và bản lĩnh hơn hẳn, nhờ đó mà con đường tương lai của bạn trở nên rộng mở hơn rất chi là nhiều nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, điều này làm cho bạn đang có điểm báo làm việc quá sức, có thể khiến cho sức khỏe của bạn có phần suy nhược nhanh chóng. Làm việc liên tục không nghỉ ngơi không phải là lựa chọn tốt cho bạn khi muốn nâng cao năng suất công việc, ngược lại còn khiến cho cơ thể của bạn không thể chịu được áp lực gây ra bệnh tật nữa bạn tuổi Dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy tìm được những mối làm ăn tốt, đối tác có thể tin cậy được. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc của bạn được vượng sắc nhờ có được quý nhân nâng đỡ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, quý nhân giúp đỡ cho bạn khắc phục được những khó khăn vướng mắc trong công việc hiện tại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, các kế hoạch mà bạn đưa ra đang phát triển đúng theo ý của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, sức khỏe đang có phần suy nhược nhanh chóng do làm việc quá sức. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 96, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có thể sẽ có được nhiều vận may trên con đường tài lộc ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Mão, chỉ bằng nghề tay trái của mình mà bạn có thể gia tăng được thu nhập cho mình một cách kha khá. Cùng bởi với bạn tuổi Mão, bạn là người luôn chăm chỉ và tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm thêm, gia tăng thu nhập cho mình. Trong ngày này, một số người sẽ có được cát tinh trợ mệnh giúp cho bạn có được những cơ hội như là trúng số, trúng thưởng, trúng độc đắc nữa đó nhá. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, đối với những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, bản mệnh sẽ có thể giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay là đầu tư về tài chính. Với bạn tuổi Mão, bạn hãy chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để những lần đầu tư tới sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Tuy nhiên, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão là bạn đừng vì quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình của mình. Tiền tài suy cho cùng cũng là vật chất ngoài thân, hết rồi vẫn có thể kiếm lại được. Còn hạnh phúc gia đình thì chẳng thứ gì có thể đánh đổi được. Bạn tuổi Mão, bạn đừng có để cho đến lúc mất đi những điều quý giá thì mới thấy hối hận, lúc đó đã muộn mất rồi bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy tăng cường thu nhập một cách nhanh chóng bằng nghề tay trái của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa đón nhận may mắn trên con đường tài lộc ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ nên chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để gặt hái được nhiều thành công hơn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay là đầu tư về tài chính. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim đừng có vì quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thìn chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022.
Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay đang có sự sa sút hẳn so với thường ngày. Điềm báo tử vi cho thấy với bạn tuổi Thìn phải quay cuồng đối mặt với những chiêu trò của những kẻ tiểu nhân gây ra, dẫn đến mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là với lãnh đạo của mình. Ngoài ra, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bản mệnh đang có tinh thần bất ổn hay suy nghĩ lung tung, thiếu đi sự tập trung cho công việc, cho nên hiệu quả công việc của bạn bị giảm sút, bị chững lại ở thời điểm này, khó hoàn thành được đúng theo thời gian đã định. Điều này có thể sẽ gây ra không ít bất lợi cho con đường tiến thân của bạn trong tương lai. Vì vậy, với bạn tuổi Thìn, hãy cố gắng giải quyết vấn đề hiện tại càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo chẳng lành xảy ra với vận trình tình cảm của bạn. Với bạn tuổi Thìn, đang có điểm báo có sự tranh cãi, mâu thuẫn xảy ra giữa bạn và người ấy, khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn tưởng chừng như là bền chặt, nay lại dễ dàng đổ vỡ nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa quay cuồng đối mặt với những chiêu trò của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ vận trình sa sút hơn hẳn so với thường ngày. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc tinh thần bất ổn, thiếu tập trung cho nên hiệu suất bị giảm sút. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim dễ vướng phải những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp, lãnh đạo. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy tranh cãi, mâu thuẫn khiến cho tình cảm có sự rạn nứt. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tỵ chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan che chở. Điều này sẽ giúp cho con đường công danh của bạn trong ngày hôm nay được rộng mở. Bản mệnh tuổi Tỵ nhận được những sự trợ giúp từ phía bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên. Nhờ vậy mà với bạn tuổi Tỵ dễ dàng nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm sau nhiều lần vấp ngã, trưởng thành hơn trong công việc của mình nữa rồi. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, bạn được cấp trên đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm cao, công việc đã giao vào tay của bạn đảm nhiệm được hoàn thành, chất lượng cũng được đảm bảo ở mức độ tốt nhất có thể. Với những biểu hiện xuất sắc này của bạn và việc thăng chức tăng lương của bạn chẳng còn là điều gì quá xa tầm tay với bạn nữa bạn tuổi Tỵ nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ có tin vui về con đường tình cảm. Ngày này, người đã có đôi có cặp sau bao nhiêu trắc trở thì cuối cùng cũng về lại bên nhau. Còn đối với những bạn đang còn độc thân thì trong ngày hôm nay là ngày mà bạn nhận được khá nhiều lời tán tỉnh, hẹn hò của một người nào đó. Bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ để lựa chọn cho người thực sự phù hợp với mình, chứ không phải tùy tiện nhận lời chỉ vì đang cô đơn bạn tuổi Tỵ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa dễ dàng nâng cao được năng lực và có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ nhận được những lời trợ giúp từ phía bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, việc thăng chức tăng lương nằm trong tầm với. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim được cấp trên đánh giá cao bởi tinh thần làm việc có trách nhiệm của bạn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nhận được nhiều tin vui về con đường tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 29, số 98, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mùi.
Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, sẽ phải trải qua một ngày vất vả thì mới có thể kiểm soát được mọi việc khi bạn đang chịu tác động của ngũ hành tương phá. Ngày này, công việc của bạn dễ gặp trục trặc, các kế hoạch mà bạn đưa ra có thể sẽ không tiến hành theo đúng như dự định mà bản mệnh đã lập ra từ trước đó. Điều này khiến cho trạng thái về tinh thần của bạn trở nên bất ổn, buồn bực và rất dễ nổi cáu lên nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, điều này còn nhắc nhở bạn tuổi Ngọ cần phải chú ý tới những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể là những kẻ tiểu nhân này không gây ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự của bạn, nhưng lại khuấy đảo mọi thứ khiến cho công việc của bạn đang làm gặp phải nhiều khó khăn, trục trặc nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, may mắn là lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Điều này sẽ giúp an ủi cho bạn phần nào khi từ phía gia đình của bạn đang có được những người hỗ trợ cho bạn. Gia đạo êm ấm, ngập tràn tiếng cười của các thành viên trong gia đình. Gia đình đúng là nơi nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi, và chỉ cần với bạn tuổi Ngọ về đến nhà nhìn thấy những người thân là với bạn đã cảm thấy mọi áp lực, cơm áo gạo tiền ở bên ngoài đều được xua tan đi toàn bộ nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, công việc dễ xảy ra trục trặc, kế hoạch bị chệch hướng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, vất vả để kiểm soát mọi việc theo ý của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, cần phải chú ý tới những kẻ đang có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, trạng thái về tinh thần của bạn bất ổn, buồn bực, dễ nổi cáu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, có được niềm an ủi không nhỏ từ phía gia đình của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 85, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tốt. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mùi đang có được một ngày làm việc thuận lợi và năng suất rất cao. Và ngày này với bạn tuổi Mùi, nhiều việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó, khiến cho bạn cảm thấy rất tự tin và hào hứng. Với bạn tuổi Mùi, bạn cũng nhận ra có nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ cho mình nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn ở bên trợ mệnh cho bạn. Dù trước mắt với bạn cũng sẽ có những khó khăn ngáng trở trên con đường đi tới mục tiêu của bản mệnh, nhưng với bạn tuổi Mùi không vì thế mà thoái chí, nản lòng. Khó khăn càng khiến cho bạn tuổi Mùi thêm vững vàng, phát huy được hết khả năng, năng lực của bản thân để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Và nếu có thể như bạn tuổi Mùi rèn luyện được năng lực cá nhân vững vàng hơn nữa thì cơ hội thăng tiến với bạn sẽ được rộng mở ra ngay trước mắt mà thôi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này phần nào làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay kém phần trọn vẹn khi cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm được người thực lòng chung đôi với mình, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Còn đối với các cặp đôi cũng đang có những dấu hiệu lạnh nhạt với nhau do thiếu đi sự tương tác. Vì vậy, với bạn tuổi Mùi cần sớm hâm nóng cái chuyện tình cảm kịp thời bạn tuổi Mùi nhé.
Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có một ngày làm việc thuận lợi, năng suất cao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa nên tăng cường rèn luyện năng lực cá nhân để dễ bề thăng tiến hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ không nản lòng thoái chí dù phải đương đầu với những khó khăn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn, khiến vận trình của bạn kém phần trọn vẹn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 83, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay đang có điểm báo bạn trải qua một ngày có nguy cơ bị hao tổn về tài lộc một khoản không hề nhỏ khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Và ngày này với bạn tuổi Thân có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm và vội vàng mà không tìm hiểu kỹ thông tin, khiến cho tình hình về tài chính của mình lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Và việc đầu tư không thể nóng vội được, nếu không với bạn tuổi Thân sẽ dễ dàng bị thua lỗ mà thôi. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, dù là ngày cuối tuần, tức là thời gian để cho bạn nghỉ ngơi, giải trí, song với vận trình của bạn đang bị họa phá tài đe dọa, cho nên với bạn tuổi Thân, bạn không nên mua sắm quá hoang phí, nên có kế hoạch chi tiêu cho rõ ràng. Đi ngoài đường nên cẩn thận về đồ đạc, tư trang, kẻo lại bị kẻ xấu lợi dụng, kẻ gian trộm cắp nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, điều này làm cho bạn cũng đang có điểm báo chẳng lành trong cái chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Gia đình có sự lục đục, bản mệnh mệt mỏi trước những cuộc tranh cãi không có hồi kết với nửa kia của mình vì những chuyện chẳng xứng đáng để mâu thuẫn nhá. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có thể đưa ra những quyết định sai lầm do không tìm hiểu kỹ về các thông tin. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, tài lộc ảm đạm, có nguy cơ hao tài tốn của. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ không nên mua sắm hoang phí quá đà vào lúc này. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, việc đầu tư không thể nóng vội để tránh thua lỗ thất thời. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, gia đình lục đục, tranh cãi liên miên. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 81, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày không được may mắn cho lắm. Khi với bạn tuổi Dậu, bạn cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình, sự tự kiêu, ngạo mạn, không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai của bạn sẽ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Chưa kể là trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn đang gặp ngày có tỵ kim giáng mệnh, điều này còn làm cho bạn dễ vướng phải những thị phi, tranh quyền đoạt lợi trong môi trường làm việc. Và tốt nhất là với bạn tuổi Dậu, bạn nên tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc của mình, tránh xa những chuyện thị phi, phức tạp, rắc rối nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp ngày có kim mộc bất dung, điều này còn cho thấy với bạn tuổi Dậu khó mà giữ được cho mình cái nhìn khách quan trong ngày hôm nay. Sự hiểu lầm có thể là nguồn cơn của những sự rạn nứt trong cái chuyện tình cảm, vì vậy với bạn tuổi Dậu hãy tìm lại sự sáng suốt của bản thân mình trước khi mọi chuyện đi quá xa, quá tầm với.
Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn liên miên, tình cảm khó tránh được sự rạn nứt. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, lắng nghe lời khuyên để có được cái nhìn sáng suốt hơn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tập trung vào công việc, đừng có để cho sao nhã. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, cẩn trọng trong từng lời nói, hành động, kẻo kẻo lại vướng phải họa thị phi khó tránh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, kiềm chế bản tính nóng nảy, nếu không sự việc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày được hưởng không ít sự may mắn do lục hợp quý nhân mang tới. Với bạn tuổi Tuất có được nguồn cảm hứng dồi dào, nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn, sự nghiệp của bạn cũng hanh thông hơn, tài lộc cũng được dồi dào hơn. Sự cống hiến và cố gắng của bạn mệnh tuổi Tuất nhất định sẽ mang tới cho bạn có được những kết quả rất đáng kinh ngạc, khiến cho bạn cũng rất hài lòng và rất tự hào về bản thân mình. Bạn tuổi Tuất, bạn mệnh vốn là người rất tài năng và bản lĩnh. Nếu như bạn chịu đặt ra cho mình những đích đến có tham vọng hơn, bạn chắc chắn sẽ có được những bước thăng tiến vững chắc hơn cho sự nghiệp của mình. Và bạn tuổi Tuất, bạn đừng có vội hài lòng với những gì mà mình đang có, với những cơ hội trước mắt mình, bạn hãy biết tận dụng và nắm bắt nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có mộc xung khắc với thổ. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn lại không được suôn sẻ như ý muốn. Với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Và mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng khăng khăng bắt người ta phải nghe theo ý của mình là hiển nhiên bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, sự cống hiến và cố gắng nhất định sẽ mang tới cho bạn kết quả xứng đáng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, làm việc hiệu quả hơn nhờ có được nguồn cảm hứng dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, đừng có từ chối những cơ hội trước mắt đến với mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên đặt ra cho mình những đích đến có tham vọng hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 86, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Hợi Mão Mùi phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi có được một ngày luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất kỳ công việc gì. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Hợi, với những suy nghĩ của bạn lại đang có xu hướng lý tưởng hóa mọi vấn đề, cho nên thường cảm thấy chán nản ngay sau khi bắt tay vào công việc. Nhất là trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, điều này làm cho bạn cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải có trách nhiệm với những việc mình đang đảm nhiệm. Dù vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, cũng đừng có đổ lỗi hết cho người này tới người khác. Và trước hết với bạn tuổi Hợi, hãy làm tốt công việc của mình, rồi hãy chỉ trích người khác bạn tuổi Hợi nhé. Xem tử vi cũng cho thấy, may mắn là trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, chia chở và nâng đỡ. Cho nên với những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm của bạn dần được tháo gỡ, không còn phải buồn đau, lo lắng vì sợ hãi chia tay hay là rạn nứt trong chuyện tình cảm nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này,
Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa nên tránh xa xu hướng lý tưởng hóa các vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất kỳ công việc gì. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc cần phải có trách nhiệm với những việc mình đang đảm nhiệm. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm dần được tháo gỡ. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!